Tiểu sử nhạc sĩ Minh Kỳ, nhóm nhạc Lê Minh Bằng, một đời tài hoa nhưng lại vắng số. Nhạc sĩ Minh Kỳ ra đời tại Nha Trang, sinh năm 1930, năm 1959 vào định cư tại Sài Gòn, nhưng nguồn gốc gia tộc Thủ Đức Thần Kinh, theo gia phả của dòng họ Thù Triệu Nguyễn tại Huế. Nhạc sĩ Minh Kỳ là cháu đời thứ năm của vua Minh Mạng. Ông có tên thật là Nguyễn Phúc Vĩnh Mỹ, có vai vế ngang hàng với vua Bảo Đại, Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy. Hiện nay tại thôn Vĩ Dạ vẫn còn là nơi ở, mộ phần và phủ thờ dòng họ bên ông. Ông là người con duy nhất trong một gia đình hoàng tộc khá giả tại thành phố Nha Trang và sống ở đấy cho đến sau khi ông lập gia đình vào năm 1952. Do đó Nha Trang là nơi để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của nhạc sĩ Minh Kỳ. Cũng chính là lý do mà từ hơn 40 năm qua, chúng ta đã có dịp thưởng thức những nhạc phẩm tiêu biểu về vùng duyên hải được gọi là thì dương cát trắng của ông như Nha Trang, Nhớ Nha Trang, Nha Trang Chiều Mưa. Hiện nay vợ con ông đã qua Mỹ sinh sống, chỉ còn người con trai duy nhất của ông hiện vẫn ở Sài Gòn, nơi ông sinh sống và mở lớp nhạc Lê Minh Bằng. Cạnh đó không xa là nhà thờ Tân Định, nơi an nghỉ của một nhạc sĩ tài hoa nhưng bạc mệnh. Người con gái của nhạc sĩ Minh Kỳ là Tôn Nữ Minh Thơ kể lại, thời gian tìm mộ phần của người cha Minh Kỳ có đi cùng với một người bác đi bóc mộ cho chồng bị chết ở trong trại, thì khi anh hai mở ra thì thấy giống như một tấm da trắng bọc ở trên xác của nhạc sĩ, giống như một lớp men. Và người bác đi theo cùng mới nói nếu là người Tàu thì họ sẽ không dời mộ này đi đâu hết, vì mã như vậy gọi là mã kết tuyết rất tốt cho con cháu sau này. Nhưng vì theo chương trình đã sắp đặt nên đã bóc mộ ba đưa về an nghỉ tại nhà thờ Tân Định. Trong cuộc đời và sự nghiệp ngắn ngủi 45 năm, nhạc sĩ Minh Kỳ đã để lại cho đời hàng trăm bài hát nổi tiếng và luôn được xem là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu nhất của dòng nhạc vàng. Trước năm 1975, nhạc sĩ Minh Kỳ trải qua thời thơ ấu và thời thanh niên tại Quy Nhơn và Nha Trang. Năm 14 tuổi, ông đã được học nhạc ở trường dòng Quy Nhơn, sau đó được gửi đi du học ở trường Bách Khoa Paris tại Pháp. Ông tiếp tục làm quen với âm nhạc qua sách, rồi được học thành tựu với trường Universel. Ca khúc đầu tay của ông là Chị Hằng, sáng tác năm 1949. Năm 1952, nhạc sĩ Minh Kỳ lập gia đình ở Nha Trang rồi chuyển vào Sài Gòn. Năm 1957, làm công chức và hoạt động văn nghệ, sáng tác nhiều nhạc phẩm phù hợp với thị hiếu của đại chúng. Năm 1959, Minh Kỳ cùng Lê Dinh thành lập Ban Tân Nhạc Sống Mới để trình diễn hàng tuần trên đài phát thanh Sài Gòn, giới thiệu những giọng ca nhiều triển vọng chưa được nhiều người biết tới. Từ giữa thập niên 1960, nhạc sĩ Minh Kỳ kết hợp với nhạc sĩ Lê Dinh và nhạc sĩ Anh Bằng để thành nhóm sáng tác huyền thoại, thường được gọi là nhóm Lê Minh Bằng, để cho ra mắt rất nhiều nhạc phẩm nổi tiếng đã trở thành Bát Tử. Và ca khúc đầu tiên mà ba người cùng hợp tác chính là Đêm Nguyện Cầu, phát hành năm 1966. Khi sáng tác ngoài nghệ danh Lê Minh Bằng, nhóm nhạc sĩ còn dùng cái tên khác như Vũ Chương, Mạc Phong Linh, Mai Thiết Lĩnh, Mai Bích Dung, Dạ Ly Vũ, Dạ Cầm, Giang Minh Sơn, Hoàng Minh, Trần Anh Thanh, Tây Phố, Trúc Ly, Tôn Nữ, Thủy Khương, Phương Trà, Huy Cường, Mạc Vũ. Nhóm Lê Minh Bằng còn mở lớp dạy nhạc để đào tạo ra nhiều ca sĩ nổi tiếng như Trang Mỹ Dung, Giáng Thu, Kim Loan, hợp tác chặt chẽ với hạng chị sóng nhạc của ông Nguyễn Tất Anh. Để giới thiệu nhiều sáng tác mới ca sĩ mới, nhóm Lê Minh Bằng còn chủ trương nhà xuất bản sóng nhạc để phát hành tờ nhạc. Tại Sài Gòn, Minh Kỳ gia nhập lực lượng cảnh sát, trở thành trưởng ban văn nghệ nha tổng giám đốc cảnh sát quốc gia tại nhà cảnh sát Đô Thành. Ông thường xuyên gặp gỡ một sĩ quan cảnh sát khác là nhạc sĩ Hoài Linh và cùng nhau sáng tác ra những ca khúc nhạc vàng đã trở thành bát tử như Chiến Tàu Hoàng Hôn, Biệt Kinh Kỳ, Cánh Buồm Chuyển Bến, Sầu Tím Tiệp Hồng. Cấp bậc cuối cùng của nhạc sĩ Minh Kỳ là đại úy cảnh sát, nên sau năm 1975, ông phải đi tù cải tạo ở trại an dưỡng Biên Hòa. Khuya ngày 31 tháng 8 năm 1975, một vụ nổ không rõ lý do trong trại cướp đi sinh mạng của ba người, trong đó có Minh Kỳ. Ông qua đời để lại vợ và chín người con. Ban đầu được chôn cất sơ sài với một tấm bia viết bằng sơn đỏ, dòng chữ Vĩnh My tức Vĩnh Mỹ, tên thật của ông. Tên tuổi của nhạc sĩ Minh Kỳ gắn liền với những ca khúc nổi tiếng như Anh Thiền Tuyến, Em Hậu Phương, Biệt Kinh Kỳ, Tình Hậu Phương, Tình Đời, Xuân Đã Về, Đường Về Khuya, Sầu Tím Tiệm Hồng, Chiến Tàu Hoàng Hôn, Năm Cụm Núi Quê Hương. Ngoài ra phải kể đến những ca khúc đặc sắc nhất viết về các thành phố nổi tiếng là Nha Trang, nơi ông sinh ra và lớn lên, với các ca khúc Nha Trang,
nhớ ra trang Người Em Miền Cát Trắng, Thành Phố Huế, Vê Nội Của Ông, các ca khúc nổi tiếng như Mưa Trên Phố Huế, Người Em Vĩ Dạ, Tương Về Xứ Huế và Thành Phố Đà Lạt. Những ca khúc Bác Hủ ca ngợi nhan sắc của Đà Lạt là Má Hồng Đà Lạt, Tương Về Miền Đất Lạnh, Đà Lạt Hoàng Hôn, viết chung với Già Cầm, tức nhạc sĩ Anh Bằng trong nhóm Lê Minh Bằng. Nhận xét về nhạc sĩ Minh Kỳ, người bạn thân Lê Dinh kể lại, Minh Kỳ làm nhạc xuất sắc, nhanh mà hay, nhưng anh không văn chương bóng bẩy. Trong lời ca, không phải anh không làm được mà là sẽ hay hơn nếu nhờ một người khác làm lời. Ca sĩ Hoàng Anh nhận xét, nhạc sĩ Minh Kỳ tha thiết trìu mến, giai điệu đơn giản uyển chuyển, dễ đàn và dễ hát, nét nhạc của ông trong sáng bình dị. Một người học trò trong lớp nhạc Lê Minh Bằng, thập niên 1960 kể lại, thầy Minh Kỳ cao lớn to con, tính tình thì nóng nảy, thầy có cái oai nên học trò rất sợ và khớp. Nhất là trong phòng thâu thanh, thầy vừa đàn vừa phải quay mặt chỗ khác để học trò đỡ bị khớp. Trong cuộc đời và sự nghiệp ngắn ngủi của mình, nhạc sĩ Minh Kỳ đã để lại cho đời hàng trăm bài hát nổi tiếng và luôn được xem là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu nhất của dòng nhạc vàng trước năm 75. Do nhạc sĩ Minh Kỳ qua đời từ sớm, vào đúng thời điểm giao thời của lịch sử, nên đã có một số nhầm lẫn liên quan đến sáng tác của ông hồi đầu thập niên 90, khi dòng nhạc vàng bắt đầu được cấp phép trong nước một cách hạn chế. Có hai ca khúc của nhạc sĩ Duy Khánh là Thương Về Miền Trung và Ai Ra Xứ Huế bị gắn nhầm là của nhạc sĩ Minh Kỳ sáng tác. Có lẽ thời điểm đó nhạc sĩ Duy Khánh bị cấm về nhân thân, nên các hãng băng đĩa trong nước đã sử dụng tên nhạc sĩ Minh Kỳ cho hai bài hát nói trên để dễ qua cửa kiểm duyệt. Nhạc sĩ Minh Kỳ là người gốc Huế, ông cũng có những sáng tác về Huế rất hay và nổi tiếng là Mưa Trên Phố Huế, Người Em Vĩ Dạ và Thương Về Xứ Huế. Có lẽ vì vậy mà người ta đã ghi tên sáng tác của hai bài Thương Về Miền Trung và Ai Ra Xứ Huế là nhạc sĩ Minh Kỳ để dễ hợp thức hóa. Danh ca Phương Dung từng rất sợ nhạc sĩ Minh Kỳ. Nhắc đến nhạc sĩ Minh Kỳ phải kể đến nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh. Với chất giọng của người con xứ Huế vừa sang lại vừa đẹp, có thể xem Vân Khánh chính là một trong những ca sĩ hát về Huế hay nhất của Minh Kỳ. Trong vai trò giám khảo khách mời của Người Kể Chuyện Tình, nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh chia sẻ, tôi rất tự hào khi được sinh ra tại Huế và hát những ca khúc do nhạc sĩ Minh Kỳ sáng tác về vùng đất này. Các tác phẩm của ông hoàn toàn phù hợp với chất giọng và tâm tư của người miền Trung như tôi. Danh ca Thái Châu cho biết, những ngày đầu mới bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp, anh được chính cố nhạc sĩ chọn mặt gửi vàng cho bài hát Lần Đầu Lần Cuối. Nói về những kỷ niệm với nhạc sĩ Minh Kỳ, danh ca Thái Châu cho biết, những ngày đầu mới bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp, anh được chính cố nhạc sĩ chọn mặt gửi vàng cho bài hát Lần Đầu Lần Cuối. Chính bài hát này mang tên tuổi của Thái Châu đến gần hơn với khán giả thời bấy giờ. Cùng với dòng cảm xúc đó, danh ca Phương Dung chia sẻ lúc trước cô rất sợ nhạc sĩ Minh Kỳ vì ông khá nghiêm và ít nói. Dù rất sợ nhưng tôi luôn thương mến và cảm xúc khi hát những bài của anh, danh ca Phương Dung tâm sự.